những lời khai thị về tâm sanh tự tha thiết của ấn quang đại sư niệm phật phải niệm như mình đang bị rơi vào nước đang bị lửa cháy như cứu đầu đang bị thiêu đốt thì chẳng có nghiệp chướng và ma chướng gì mà không bị tiêu diệt yếu quyết muốn cầu thoát khổ chỉ là mỗi niệm phải sợ chết khi chết liền bị đọa vào tam độ ác đạo được như vậy thì niệm Phật tự nhiên sẽ thuần, tịnh nghiệp tự nhiên thành tựu Hết thải trần cảnh chẳng thể đoạt mất chánh niệm ấy. Niệm Phật phải thường nghĩ mình sắp chết, nghĩ mình sắp đọa địa ngục, thì không khẩn thiết cũng sẽ khẩn thiết, không tương ứng cũng sẽ tự tương ứng. Dùng tâm khổ sở để niệm Phật chính là diệu pháp đệ nhất để thoát khổ, cũng là diệu pháp đệ nhất để tùy duyên tiêu nghiệp. Niệm Phật tâm chẳng quy nhất là vì tâm sanh tự chẳng khẩn thiết. Nếu nghĩ mình đang bị nước cuốn, bị lửa thiêu, chẳng có cách nào cứu chữa nên gần sắp chết. Hoặc nghĩ mình gần bị đọa địa ngục thì tâm tự quy nhất chẳng cần phải tìm diệu pháp nào khác. Niệm Phật không hôn trầm thì tán loạn. Đó là hiện tượng dùng tâm qua quýt làm cho lấy có, làm cho xong chuyện để niệm Phật. Nếu nghĩ mình đang bị rơi vào nước, lửa, giặc cướp, tâm mong cầu mau được cứu vớt thì sẽ hết những khuyết điểm nêu trên. Khi họa hoại bức bách thì thành khẩn tha thiết, khi nhạn rỗi vô sự thì khoan thai thông thả. Đó là căn bệnh chung của Phạm Phu. Trong thời thế hiện nay, tình hình đời đạo như nằm yên trên đống củi, phía dưới đã bốc lửa mạnh, chưa đốt đến thân, nhưng chớp mắt liền cháy lan khắp toàn thể, trọn pháp giới không chỗ nào trốn được. Vậy mà vẫn còn lơ là, vẫn có thường để ngày tháng trôi qua. Chẳng thể chuyên chí cầu cứu nơi một câu Phật hiệu, thì cái tư kiến đó thiện cận quá mức vậy. Đạo nghiệp chưa thành sao dám để tâm tán loạn, hạn chết gần kề tạo tuyệt hết thầy khách khứa. Bảy mươi năm luống qua chẳng còn mấy chốc, giống như tụ nhân đi ra pháp trường mỗi bước gần kề cái chết tạ tuyệt hết thảy chuyên tu tịnh độ nếu ai xét thấy lòng ngu thành là liên hữu thật sự người gần chết hãy mau niệm phật tâm chẳng chuyên nhất quyết đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh còn khó được đừng vọng tưởng phước quả trời người người gần chết hãy mau niệm phật nếu chí chân thành bèn dự hội liên trì thanh văn duyên giác còn chưa trù Nhất định khắc chứng đẳng diệu viên thừa Trích đọc từ sách Báo cáo tâm đắc Và những lời khai thị vàng ngọc Biên soạn thích từ liễu Giám định lão và thượng tịnh không